rớt nước mắt khi nhìn hai anh em. Cha thì mới mất chưa được lâu, người mẹ có chồng khác, cái người chồng đó là em của cha của mình. Thì cái câu chuyện mà cái sự việc một cô gái chồng mới mất mà lấy em của mình làm chồng, thì hai cô bé chia sẻ nói cái người này chính là em của cha con. Thì cái câu chuyện người phụ nữ chồng mới mất lấy em của chồng của mình làm chồng như thế nào, Thanh chúc mời cô chú anh chị để theo dõi gõ video. Con có giận mẹ không? Có. Vì sao con giận mẹ? Vì con đã mất cha rồi, con muốn mất mẹ. Con không muốn mất mẹ ha. Dạ. Nhưng mà mẹ con có chồng á, rồi con biết mặt người chồng của mẹ con không? Dạ biết. Là con lên con thăm hả gì mà con biết? Dạ là cậu hai con. Hả? Cậu hai con thì mà không có cha có mẹ đó con. Là trong lòng con bây giờ cái cảm giác nó như thế nào? Dạ, rất là buồn. Buồn vì chuyện gì con? Buồn vì không còn ai bên cạnh để nâng đỡ mình nữa. Là mình phải tự mình bước đi trên con đường của mình. Là con rất là buồn ha. Rồi mỗi lúc con gặp khó khăn rồi con làm sao? Dạ tự khuyên chính mình. Tự mình khuyên chính mình. Dạ, Thanh Trúc xin chào cả nhà. Thì Thanh Trúc bữa nay có quay một cái hoàn cảnh hai anh em, đó là cha mất, mẹ đi lấy chồng khác. Mẹ thì đi lấy chồng, là cái người chồng này là em của cha của bé. Thì cái câu chuyện mà nghe là mẹ, cha thì mất, mẹ thì đi lấy cái người em như thế nào, để Thanh Trúc hỏi cháu nha. Chú chào con gái nha. Con gái ơi, cho chú hỏi á, rồi cha con đâu rồi con gái? Cha mất rồi ạ. Mẹ con đâu? Dạ mẹ con bây giờ đang ở với cậu hai con. Cậu là sao con cha, con gái? Dạ cậu là mẹ của cậu, là em ruột của ông nội con. Vậy là em nói chung là giai là em của cha con. Dạ. Là hiện tại mẹ đang sống với em, với em của cha con hả? Dạ. Cái sự việc đó có đúng không con gái? Dạ. Để chú hỏi anh cha. Dạ cho chú hỏi nè. Rồi chị đó con nói á, là mẹ con á ở với em của ba con có đúng không? Dạ đúng. Là con, cái này là con nói có thiệt không? Dạ thiệt. Rồi cho chú hỏi nè, rồi ba con mất bao lâu mẹ con mới ở với em của cha con? Dạ có 2-3 năm vậy. Cũng mới đây thôi hả? Thôi bây giờ là để cho chú á, gắn cái thiết bị âm thanh trò chuyện với hai anh em tí xíu nghe gái. Có nghĩa là mẹ con có chồng mới, nhưng mà con nói cậu hai con là sao? Dạ là mẹ của cậu hai là em ruột của ông nội con ạ. Trang ơi Trang, như vậy là mẹ con có chồng mới mà người chồng mới lại chính là cậu hai của con. Dạ. Cái này cậu ruột hay là cậu ở xóm con? Cậu họ hàng ạ. Có bà con không? Có. Dạ là mẹ của cậu, tức là bà cô của con, là em ruột của ông nội con. Chàng ơi, chàng là bà con, con cậu ruột mà. Là con kêu bằng cậu hai, mà cậu hai nỡ dẫn mẹ con đi như vậy hả? Chàng ơi, nhưng mà cái này chú khó tin nha. Có sự thật không nha? Tại vì ngày hôm nay mấy chú quay phim nè. Mà nếu mà con nói không đúng là có thể là người ta sẽ trách thần con á. Con có nói sự thật không? Dạ, có. Con có thấy sự thật trước mắt mình không? Thấy trước mắt luôn hả? Dạ. Chính là cậu hai mình hả? Nhưng mà cậu hai cũng là người thương cha con mà, không lẽ nỡ đành lòng cướp mẹ của con như vậy? Chàng ơi chàng, sao con không nói với cậu hai? Dạ con còn không biết cậu hai quen mẹ con từ khi nào luôn. Con không biết luôn hả? Nhưng mà trước lúc đó á, khi cha con với mẹ con là đi làm ở trên phố đúng không? Rồi có ở gần cậu hai không? Dạ không. Rồi cậu hai có qua thăm cha mẹ không? Cái đó thì con không biết. Cái đó thì con không biết ha. Dạ. Nhưng mà cậu hai có biết là mẹ của con á là bà con với cậu hai không? Cái đó con cũng không gành luôn. Con không gành luôn hả? Chàng ơi chàng. Đạt ơi, cậu hai của con á, có khi nào mà qua phòng của cha với mẹ con, phòng trọ á, để mà trò chuyện gì không con? Không. Ừ? Dạ, con không biết. Con không biết nha. Dạ.
Nhưng mà cậu hai có về đây lần nào chưa? Về rồi. Về đây rồi ha. Lúc đó còn cha con không? Dạ. Không còn cha hả? Chàng ơi chàng. Lúc cái cô hai về đó là có dẫn mẹ về giờ có về chung với mẹ không? Dạ có. Hai người đi cùng luôn hả con? Dạ. Ừ, con gái cho chú hỏi thăm nè. Như vậy á, là con với em con là không còn cha và mẹ đó, là trẻ mồ côi đó. Rồi cái cảm giác mà khi mà không có cha có mẹ đó con, là trong lòng con bây giờ cái cảm giác nó như thế nào? À, rất là buồn. Buồn vì chuyện gì con? Buồn vì không còn ai bên cạnh để nâng đỡ mình nữa. Là mình phải tự mình bước đi trên con đường của mình. Là con rất là buồn ha. Rồi mỗi lúc con gặp khó khăn là con làm sao? Và tự khuyên chính mình. Tự mình khuyên chính mình. Đạt ơi, dạ. Con cho chú hỏi thăm nè. À, như vậy đó rồi bây giờ nè. Nếu như mà có một ước mơ đó, thì con ước mơ điều gì Đạt? Con ước mơ bà nội sẽ sống mãi bên con. Con ước mơ bà nội sống mãi bên con. Dạ. Rồi... con có ước mơ là mẹ con quay về với con không? Có. Còn con gái ước mơ điều gì? Dạ, cả nhà đều hạnh phúc. Cả nhà đều hạnh phúc. Là ý con là con với bà nội với em hay là con với mẹ con với em con với cha con? Dạ, tất cả luôn ạ. Là con nhớ về lúc trước ha. Lúc mà còn mẹ và cha và bà nội đâu bên cạnh ha. Chàng ơi thương con quá luôn. Con xin chú hỏi nè. Rồi cha con mất rồi đó. Thì bao lâu con mới nghe mẹ con có chồng, có người mới? Dạ khoảng 3 năm. Là lây quay là mẹ có chồng khác. Thì trong khi đó mẹ con dẫn cái người chồng nó về nhà lần đầu tiên á là con mới biết là người trong nhà hả? Dạ chắc là như vậy. Cấp đầu tiên cho chú hỏi nè, mẹ con dẫn mà cái người đó là con nói là cậu ruột của con đúng không? Cậu chú bác ruột đó hả? Con cậu ruột. Đâu con cởi cái người mà mẹ con ba con mất rồi á, rồi sống với cái người sau đó là cái gì con kể cho hỏi á, mẹ con với lại cái người sau nè có dòng họ gì với con, có dòng họ gì không con kể cho chú nghe coi. Thì cậu hai cậu con, còn mẹ với cậu hai thì không có dòng họ gì hết. Nhưng là dòng họ bên ba con ha. Dạ. Mẹ con có cho con hay là nói sống có người mới này nọ được không con? Cái đó là được bà nội kể con nghe chứ mẹ con không cho hay. Không cho hay, nhưng mà con biết là cái người chồng sau này là em của ba con đúng không? Có chính xác không con gái? Dạ. Em của ba con, mà chàng ơi mà sao con không suy nghĩ là sao mà sao mẹ ăn vậy? Ví dụ con có hỏi gì chưa? Chưa. Chưa ha. Và cái sự việc đó con có tán thành không? Cho con suy nghĩ á. Mẹ con mà lấy em của ba con gì đó, rồi con có cái sự việc đó con có đồng tình với mẹ con không? Lúc đầu thì không, nhưng lúc sau thì con hay đổi chủ ý. Lúc đầu thì không là sao? Con kể cho chúng nghe coi. Lúc đầu thì con có chút không chấp nhận được, nhưng mà lúc sau thì con nghĩ là đó là hạnh phúc của mẹ, cho nên là con cũng đâu có quyền can thiệp. À đúng rồi. Cái cấp đầu thì con không chịu ha. Nhưng mà theo thí dụ á, ở bên mấy cô mấy chú của con nè, có biết sự việc đó chưa? Cái đó con không rõ. Mấy chú của con chưa biết, không con không biết ha. Dạ. Nhưng mà còn cái vụ mà mẹ con sống với em của ba con thì cái sự việc đó thì mẹ con ngoại nội con kể ha.
Cho chú hỏi á, thường á, là ba con còn á, là có thường lo lắng cho con không? Ừ, con gái cho chú hỏi thăm nè, cha con đâu? Dạ, cha con mất rồi á. Cha con mất rồi hả? Rồi mẹ con đâu rồi? Dạ, mẹ con có gia đình mới ở xa. Có gia đình mới là sao con? Có gia đình mới là sao? Con nói cho chú hiểu, không gỡ gọn. Dạ, mẹ có chồng khác rồi có em bé nữa. Mẹ con có chồng khác, rồi có em bé nữa. Cha thì mất rồi. Như vậy thì hai chị em sống với ai? Dạ, sống với bà nội. Bà nội cô mang ha. Ừ, con cho chú hỏi thăm nè. Cái ngày cha con mất đó con biết không? Cái ngày đó con có mặt gặp cha con không? Lúc đó là cha ở trên thành phố, sau đó mới được đưa về đây. Vậy là cha con là ở trên thành phố chứ không ở cùng đây con hả? Cha lên thành phố kiếm tiền hả? Rồi ai là người cho con hay tin á là cha con mất vậy con? Dạ mẹ. Là con kể cho chú nghe coi bữa đó như thế nào con? Lúc đó là bà nội thì nằm trong chạc, cái lúc đó có điện thoại reo, có người điện nên mẹ con bắt máy. Ừ. Cái mẹ nói là cha mất rồi. Rồi con vừa nghe tin đó xong rồi con cảm thấy sao? Cha con buồn. Con nghĩ về điều gì? Con nghĩ điều đó là không thể nào. Vì sao vậy con? Bởi vì trước hôm đó là cha con có gọi về hỏi thăm con á. Hỏi về cái buổi tụ trường đó có vui không? Rồi em con á, từ lúc mà không có cha con á, thì em con làm sao? Em con hay ra mã cha con nằm. Hay ra mã cha con nằm là sao con? Vì nó nhớ cha đó. Là em trai con tên gì? Tên Đạt. Đạt ơi, con cho chú hỏi thăm nè Đạt. Chị hai con nói con hay ra mã cha con nằm á, là như thế nào con? Con kể chú nghe đi. Thì con nhớ cha, con ra nằm con đỡ nhớ. Con nhớ cha nhiều quá, cái con ra nằm cho đỡ nhớ hả con? Dạ. Con ra mã cha nằm rồi để làm gì con? Con có trò chuyện gì với cha không? Có. Con nói sao đâu, con kể cho chú với quý vị khán giả được biết coi. Thì con nói là sao cha không ra đi chơi với con. Sao cha không ra đi chơi với con hả? Nhưng mà con có biết rằng là cha con đã mất đi rồi không? Con biết, con không chấp nhận gì đó. Con biết mà con không chấp nhận hả? Dạ. Vì sao con lại không chấp nhận? Vì con luôn nghĩ cha luôn ở bên con. Chàng ơi chàng. Như vậy là em con tối ngày là cứ ra ôm mã cha hoài vậy hả con? Thời gian rảnh là ra ôm mà, ra nằm ở trên đó. Nhưng mà chú được biết là, chú được biết là hình như là cha con mất lâu rồi đúng không? Dạ. Mà ngày nào cũng vậy hết chứ hả? Dạ. Cái khi mà con thấy em con á đang ôm cái ngôi mộ cha con á, rồi giống như là trò chuyện cùng với cha con đó, rồi lúc đó con thấy cái cảnh đó rồi con làm sao? Trong lòng con như thế nào? Cha cũng buồn. Con nghĩ về điều gì mà con buồn nè? Bởi vì cha đã học còn ở đây nữa, tụi con cũng không được nói chuyện với cha thường xuyên. Chàng ơi chàng, con buồn vì cha không còn bên cạnh hai chị em ha. Ừ, khi mà con là lớn rồi đó, con có thể chịu được cái cảm giác á là không có người cha bên cạnh nè, cũng như là không có người mẹ chăm sóc lo lắng đó. Nhưng mà em con còn nhỏ như vậy đó, có khi nào con thấy thương em con không? Dạ có. Lúc đó là con làm sao, con kể chú nghe coi. Khi mà con thấy em con phải tự lo lắng đó, rồi con làm sao? Thì con an ủi đó. Con nói như thế nào con gái? Cha không gặp chúng ta thường xuyên, nhưng mà cha luôn nhìn theo chúng ta đi. Cha muốn chúng ta tự đi trên con đường mà chúng ta đã chọn. Trời ơi, trời. Nhưng mà vì sao chú thấy con muốn rơi nước mắt vậy? Dạ là gì nhá, nhưng mà rơi nước mắt thì cũng đâu giúp được gì.
Nhưng mà chú vì sao chú thấy con muốn rơi nước mắt kìa. Đôi mắt con rơi nước mắt kìa. Dạ là dạ, con buồn ạ. Con buồn hả? Dạ. Bộ bây giờ là buồn lắm hả con? Dạ. Như vậy là hai chị em con là coi như là mồ côi luôn rồi. Con có giận mẹ con khi mà đã thấy hai chị em khổ như vậy rồi á, mà còn bỏ rơi hai chị em để lấy chồng mới á, con có giận mẹ con không? Không. Vì sao? Đó là quyết định của mẹ, con không có quyền can thiệp. Con tôn trọng quyết định của mẹ ha. Đạt ơi, dạ. Con có giận mẹ không? Có. Vì sao con giận mẹ? Vì con đã mất cha rồi. Con không muốn mất là mẹ ha. Nhưng mà mẹ con có chồng á, rồi con biết mặt người chồng của mẹ con không? Dạ biết. Là con lên con thăm hả gì mà con biết? Dạ là cậu hai con. Hả? Cậu hai con hả? Ủa cái này sao nó lắng cả? Một cậu bé cha mới mất, mẹ thì đi lấy chồng khác, cái người mà chồng đó là em ruột của cha mình. Cậu bé phải bữa nào cũng phải ra ôm mộ của cha mình và tâm sự với cha mình hết trơn. Thì cái sự việc cậu bé cha mới mất và bữa nào cũng ra ôm mộ cha hết trơn, thì cái sự việc như thế nào Thanh Trúc mời cô chú anh chị để theo dõi rõ. Vì sao cậu bé mà lại ôm mộ cha mình như vậy ạ? Mời cô chú anh chị để theo dõi rõ. Thanh Trúc xin chào cả nhà. Thì Thanh Trúc bữa nay có ghé một cái hoàn cảnh. Một hoàn cảnh ở đây là ba mất mẹ, thì đi thêm một bước nữa là có chồng khác. Thì cái câu chuyện á, thì một cái cậu bé từ ngày mà ba mất rồi á, thì ra ngoài mã cả nhà, ôm mã và nói chuyện với ba. Thì cái câu chuyện mà cậu bé ôm mã như thế nào để Thanh Trúc hỏi. Đây là bà nội của cháu cả nhà. Dạ con xin chào cô. Cô thì bữa nay á, con cũng cô chú á, chia sẻ một cái hoàn cảnh á, nói là con của cô là mắt là con trai hả cô? Dạ con trai. Trong khi đó thì nói mẹ của cháu á là có chồng khác, có đúng không cô? Dạ đúng. Còn mà con nghe cô chú nói á là cái người cháu á là ôm cái mã của ba đó là bao nhiêu tuổi rồi cô? Dạ hồi lúc cha nó mất thì nó 6 tuổi. Nó ra ôm mã nằm trong kế mã đó. Nó rủ cha nó ra chơi. Sao đâu cô, kể cho con nghe coi. Nói cha, sao mấy chú nói coi nằm nó hoài vậy? Thì tôi ra tôi kêu nó vô, tôi nói cha ngủ, để cha ngủ, đi vô chơi với nội. Rồi từ đó tới sau thì nó đi học về thì nó quăng tập rồi, nó chạy ra ngoài, nó ôm mã. Ở đó nó cũng quấn. Con dâu của cô á, là từ hồi mà con của cô mất rồi, là con dâu đi thêm một bước nữa luôn hả cô? Dạ. Chàng ơi, dạ cô ơi, thì cô cho con gắn cái thiết bị âm thanh đó, cho con trò chuyện tí xíu hay cô? Dạ. Lại không có cha, mà cũng như là không có mẹ luôn rồi, thì cô nghĩ như thế nào về điều này cô? Rất khổ tâm, thương cháu nhiều lắm, mà an ủi, động viên cho nó đừng mất tinh thần. Nói tại hoàn cảnh mình vậy rồi, mẹ giờ thì còn trẻ, mình cũng không có giữ mẹ được. Thì thôi hai con gắng đi, cố gắng học đi, sau này có đường tương lai. Dạ thưa cô, thì mấy anh em con á, được bà con hàng xóm nè, cũng cho biết về hoàn cảnh của cô á, là đang gặp rất là nhiều khó khăn. Dạ. Cô... Hoàn cảnh của tôi thì trước khi mới về đây thì ở đậu, rồi sau này cái chủ đất á, nhường cho cái nền nhà bờ kinh ở. Rồi nuôi 4 đứa con, 2 chồng 4 đứa con. Rồi lớn lên, rồi thằng lớn nó có vợ, nó đi làm. Đi làm rồi có 2 đứa con, rồi nó đem về cho tôi nuôi. Nuôi rồi thời gian trước vợ nó bị chở cháu vợ đi khám bệnh đó. Ủa đi tư vấn. Đi tư vấn rồi cái bị xe người ta quẹt. Rồi nó sửa sạn đi làm hồ, rồi người ta chạy về người ta cho nó hay, rồi con tôi chở vợ nó đi bệnh viện. Bệnh viện rồi CT đầu coi có sao không, tay chân gì. Rồi xuống là chạy chùa không à, rồi đẩy vợ nó xuống ra ngoài.
ra ngoài cửa bệnh viện đó, rồi cái con tôi nó dựa vô tường, nó ôm ngực nó nói em ơi anh mệt quá. Rồi từ từ cái bắt đầu nó quỵ xuống đó, bác sĩ chạy ra kè vô thì chết luôn. Rồi chở qua điện tim gì đó, chập mà cũng không sống, chết luôn. Là lúc đó là cô có kịp nhìn con mình lần cuối không cô? Dạ không, rồi ở chảnh người ta điện cho công ty thợ hồ đó. Dạ. Người ta xúm lại với mấy ông công an ấp đồ với mấy ông chủ thầu đó. Đi lại rồi mới lo với mấy đứa bà con chú ông bác ở dưới giáo điểu á. Rồi lên chảnh làm đó, rồi cái lo, rồi mấy ổng cho tiền cái chuyển gì dưới này. Như vậy là con trai cô là ra đi thì dạ, đột ngột như vậy. Dạ. Để lại cho cô là hai người cháu là hiện tại là cô đang nuôi hay sao? Dạ đang nuôi. Rồi mẹ cháu đâu mà không nuôi mà lại để cho cô nuôi? Mẹ nó nuôi thì thằng nhỏ một lần sanh mới có 4 tháng rưỡi nó nuôi không được. Yeah. Nó cứ phình bụng lên mà nó mắc đi bôm hoài à. Là ai cô? Là thằng này nè. Chàng ơi. Rồi nhỏ con gái thì nuôi lên gác làm sao đó mà té xuống. Dạ cô ơi, cô cho con hỏi thăm nè. Yeah. Thì từ nãy giờ sao con không thấy cháu nội cô đâu hết vậy? Dạ chắc nó ở ngoài mộ cha nó ngoài chú. Chàng ơi chàng, đứt ruột dạ, chị cô. Để tôi dắt chú mấy chú đi. Dạ dạ, cô dắt mấy cháu đi tìm cháu nó coi. Dạ. Mà mình mất đi vô đường này đó hả cô? Ngay nhà mới ra hả? Dạ. Chàng ơi, nhà cô như vậy đó hả? Dạ. Ôi ôi. Rồi, đứng lại coi. Mình háo buông ra mới được ha cô ha. Dạ. Còn đằng này hai cháu nó còn thơ quá mà sao mà bỏ đành đoạn như đó. Dạ. Rồi lúc mà bé này bị mà cái mặt nó sưng rồi đi khẩu thực quyền á, ở hết 12 ngày ngoái nó cũng không có về nữa. Chàng ơi chàng, là những lúc mà cháu nó cần mẹ nó nhất. Dạ. Là để an ủi động viên cho cháu nó vượt qua cái lúc khó khăn đó. Dạ. Mà người mẹ lại hoàn toàn là không xuất hiện cũng như là không đến để an ủi mình, con mình luôn hả cô? Dạ, nhờ bác sĩ ở vùng biển đó, mấy cô bác sĩ đâu cũng thương tình hỗ trợ dữ lắm. Dạ. Cho sữa rồi bệnh là cô bác sĩ đó cổ theo, cổ lo dữ lắm lo. Cô cho con hỏi thăm nè. Dạ. À, con trai cô ra đi giống như là bất ngờ như vậy đó, rồi những ngày trước khi ra đi đó cô, dạ, có cái điểm gì dặn dò cô như thế nào không cô? Dạ có. Hồi lúc nói để con lên chảnh con làm lúc rồi con về, mẹ thì yếu rồi mẹ mệt hoài à, để con về rồi cất nhà một mái cho mẹ ở. Dạ. Rồi con đưa mấy đứa nó đi học tiếp mẹ. Dạ. Rồi cái bắt đầu lên chảnh chưa đầy tháng nữa thì nó mất rồi. Thì nó mướn xe tải đang chở mấy cái viên sắt, mấy cái mà đồ dụng cụ nó chất lũ khủ đó, bằng hồ đó. Anh giống như là anh nói trước với cô là anh sẽ về nhà ở cùng với cô ha. Dạ. Nhưng mà cô không có nghĩ tới là anh về chỉ là như vậy thôi hả cô? Dạ. Chưa đầy tháng nữa. Như nó điện bữa thứ ba là xe tải, nó đặt xe tải là thứ bảy là chở đồ về đó. Thì tới thứ ba nó chết rồi. Cái lúc mà cô hay tin con trai mình như vậy đó cô, rồi trong lòng cô lúc đó như thế nào cô? Nghe đứa cháu giờ anh điện về nó nói thì tôi xuống cái cầu đó, tôi nghe tôi xách chén xuống đó thì tôi té bẹp như đó, tôi nằm dưới luôn. Mấy chú dư dịch lên xong nói trời ơi bà Bảy làm gì bà nằm về ườn đó rồi. Rồi chạy đằng sớm đang nói với mấy người kia, cái người ta mới xúm lại người ta hỏi. Yeah. Dạ, trong lúc đó ổng rước hai cháu đi học về. Rồi tôi mới nói thì ổng té ngang, nói trời sao kỳ vậy. Chết gì đột ngột kỳ vậy. Rồi thì sau 2 năm ổng bị đột quỵ. Đột quỵ rồi tới mà cũng như hồi năm rồi ổng chết. Năm rồi năm nay nó 2 năm. Coi như là cũng bất ngờ giống như con cô như vậy luôn. Dạ rồi, ổng đột quỵ rồi về mạnh rồi,
rồi sống được năm năm rồi bắt đầu cái kinh này hôm trước lục bình dữ lắm. Chở đi rồi cái chú đằng sớm đang nó chở chạy chở mấy dầu chạy điện xe taxi ở đường láng á rước cái ra chạy khẩu quẹo này một chút lại cái nhà ngang đó xéo xéo cái trời bên sông đó. Lục bình quá trời cái mắc kẹt đó rồi bể bố mấy rồi có chú bên sông chú mới chạy vỏ nhỏ này đi tắt ngã ruộng rước đi tắt ngã ruộng rước rồi ẩm hôm qua ông nói trời ơi mệt quá kiểu này chắc chết chết chắc à kiểu này chết thiệt à ông nói gì đó rồi chạy trên ruộng điên khúc gì thì ông mất cô chẳng qua là mất đi hai người mà mình thương yêu nhất hả cô là cái lúc mà ngày thường á cô đi ra đi vô á thì cô nhìn thấy cái di ảnh của con trai cô á rồi cô lại nhìn thấy di ảnh của chồng mình nhưng mà quay qua thì cô lại thấy cảnh á, hai đứa cháu mình nó sống trong cái khổ cực cũng như là cái khó khăn á cô. Dạ. Rồi lúc đó trong lòng cô cảm thấy như thế nào cô? Đó khổ tâm lắm mà gán an ủi hai đứa nữa. Cô an ủi nó như thế nào cô? Nói giờ tại phần số cha con vậy rồi ông nội cũng thương con mà giờ ông nội đi nữa rồi mà mẹ con thì bước thêm bước nữa rồi thôi gán ở đây với nội đi tới lớn gán học thương nội thì gán học sau này tụi con có thể khỏe chứ để không thôi đi theo mẹ con khổ dữ lắm khi mà cô là một người bà đó. Dạ. Mà đã nâng niu cũng như là nuôi hai đứa cháu từ ngay lúc nhỏ cô. Dạ. Rồi cô đã mến tay mến chân rồi nhưng mà khi mà cô thấy được hai người cháu mình á là nó còn quá là nhỏ luôn tương lai khỏe ừ. Cũng như ngu ngoai này kia thương nội á thì mới báo hiếu được có khi nào mà cháu nó hỏi cô á là cha con đâu không rồi cấp mới mất á thì nhỏ lớn nó biết rồi rồi còn thằng bé á, thì mấy chú đó nói ngủ ngủ cha ngủ rồi nó khóc á nó cha ngủ nó hỏi cha chừng nào ra chơi nữa nó bảy bữa đúng bảy bữa nó ra đó nó ra nó nằm đó nó nói cái gì ngủ hoài đi ra chơi đi rồi đằng này coi nó mất tiêu rồi chạy ra nghe nói lắp giáp hỏi cái gì vậy? Kêu cha ra chơi mà không ra mấy chú nói bảy bữa cha ra chơi với con là bé nó mới vô lớp một à là cháu nó lại đâu kêu cô lại ngay mã nằm chỗ mã nó leo mã nằm luôn là ngay ngôi mộ của cha mình dạ rồi kêu cha mình ra hả cô dạ nó kêu ra nó kêu ca cha ra chơi ngày với nào con. Cũng kêu như vậy hết sao cô rồi người ta phiên kêu lén lén mà không có ai ở nhà la nó thì nó đi ra ngoài nó nằm ngoài chè còn có người chè. Ta ở nhà thì tôi hay thì ra ẩm nó vô cháu nó mến cha nó nhiều vậy chứ dạ đó cưng dữ lắm đi đâu rồi thôi về là cổng nó trên vai khi mà con nghe được cái câu nói là cháu nó kêu cha nó tỉnh dậy á rồi lúc đó cô thấy cái cảnh đó mà cô nghe được những lời đó đó cô dạ. Thì cô làm như thế nào trong lúc đó cấp đó con người tôi hết biết cái gì vì sao ăn uống cũng không được mà nghĩ tới cháu rồi nghĩ tới con cấp đó tôi không có cảm xúc tôi tính là tôi không sống nổi nha mà gắng gượng có hai đứa nữa kêu bà nội và đừng bỏ con nghe nhỏ lớn khôn lắm lại năn nỉ nó nói là kêu kêu nội đừng bỏ con hả nội đừng bỏ con cha với ông nội bỏ con rồi nội đừng bỏ con nữa nghe ngoài cô ra còn ai là người có thể giúp được hai cháu nữa không dạ không có ai có nhỏ gái út nó học nó ra trường rồi rồi nó mà đi làm mà cấp ông bị đột quỵ đó rồi không đủ tiền ở bên bệnh viện mà không có mua bảo hiểm nữa tốn tiền dữ lắm ngày đóng mấy triệu được rồi cái nó đi làm nó trả nợ rồi cái trả vừa dứt rồi nợ rồi cái bắt đầu ổng mất nữa nó phải lo thêm một đợt nữa rồi hỏi bạn thêm nữa rồi trả vừa dứt nợ rồi thì tới đám giỗ ổng rồi đó rồi nó mới đi hỏi dây thêm nữa bị miếng đất mấy hẹp quá đó rồi nó sang cái đám cỏ đằng sau nữa
Rồi bây giờ nó trả nợ, bây giờ tháng nào cũng trả góp mà coi như 4 là triệu, 4 triệu gì đó. Ngoài cô là người cưu mang được cho hai cháu, dạ, thì không có người nào đủ khả năng nổi hết. Dạ đúng rồi. Bên ngoài nó hồi đó cha còn sống tới lui này kia, rồi cha nó chết rồi là không ai tới lui nữa. Bỏ luôn hả cô? Dạ, chắc bỏ luôn. Trời ơi, trời. Coi như là cha của hai cháu là mất. Dạ. Mẹ thì bỏ đi lấy chồng mới. Dạ. Rồi bên ngoại thì cũng không thương yêu, không quan tâm gì nữa. Dạ. Trời ơi, trời. Số hai cháu nó sao mà khổ vậy cô? Bởi vì tôi gắng thương hai đứa nó. Thằng ở Hà Nội bà xui kêu rước gì ngoài này kia, tôi đâu đi, ở đây với hai đứa nó mồ côi. Thằng kia người ta làm gì cũng có ông, có bà, có cha, có mẹ. Còn nó thì có mẹ nó mà. Dạ. Hôm hổm giận nó kêu mẹ nuôi nó nổi thì nuôi, không nổi cho ai cho đi, con không có tới lui nhà mẹ nữa đâu. Giận ngoeo ngoải kêu nó đưa qua sông. Thằng nhỏ đưa qua sông rồi cái nói từ đẹp tới ta không có đóng tiền nữa, không gửi tiền nữa đâu. Tự lo lại mày lo, nuôi được thì nuôi, không được thì làm gì làm ta không biết. Cho ai thì cho. Yeah. Rồi thằng nhỏ nó buồn, nó khóc quá trời, nó bỏ ăn mấy ngày. Hỏi sao con không ăn, nó nói ăn gì nổi, nghe mẹ nói một tiếng là nuốt hết nổi. Nghe mẹ nói là nuốt hết nổi luôn hả con? Dạ. Dạ. Dạ cô ơi, cô cho con hỏi thăm nè. Dạ. Thì từ nãy giờ á, sao con không thấy cháu cháu nội cô đâu hết vậy? Dạ, chắc nó ở ngoài mộ cha, nó ngoài chú. Chàng ơi, chàng đứt ruột. Dạ. Chị cô. Để tôi dắt chú mấy chú đi. Dạ, dạ, cô dắt mấy cháu đi tìm tìm cháu nó coi. Dạ. Mình mất đi vô đường này nữa cô, ngay nhà với nghe bà. Dạ. Chàng ơi, nhà cô như vậy đó hả? Dạ. Ôi, ôi. Thôi, thức gì với ông con ơi, ngủ hả? Là tối ngày cháu nó ra đây không hả cô? Dạ. Vắng chút là bé ở ngoài này đi kiếm là nó ở nằm kẻ giữa không thôi, nằm trên mã. Chàng ơi chàng, cô ơi, cô dạ, cô với cháu lại ngay cái góc mát nè, dạ, ngồi cho mấy anh em còn hỏi thăm chút xíu nha. Dạ. Hồi đó nó bị khẩu thực cái mặt mà không biết làm sao mà giật mắt nó nheo hoài. Dạ. Dạ, xích đây con. Rồi cô ngồi đây nè. Ừ, Đạt ơi, con cho mấy chú hỏi thăm nè, vì sao mà con ra đây á, con ôm ngôi mộ cha hoài vậy Đạt? Dạ, con ra con nằm đỡ nhớ. Nói chuyện lớn này. Con nhớ gì Đạt? Con nhớ cha con. Con nhớ cha nhiều lắm hả? Dạ. Chàng ơi chàng, nhưng mà Đạt cho chú hỏi thăm nè, rồi cái lúc mà con nằm trên ngôi mộ của cha con như vậy đó, rồi con có trò chuyện hay tâm sự gì với cha mình không? Dạ có. Con trò chuyện về vấn đề gì con kể cho chú nghe với Đạt? Như là tại sao cha không nghe chơi với con? Chàng, chàng. Tại sao cha không nghe chơi với con hả Đạt? Con cũng không biết nữa. Ừ. Rồi con có hỏi cha con điều gì nữa không? Dạ. Cha ở đâu thì nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt. Cha nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt hả con? Dạ. Nhưng mà Đạt ơi, con có biết rằng là cha con đã mất rồi không? Con cũng không thể chấp nhận điều đó. Con không chấp nhận luôn hả con? Dạ. Vì sao vậy Đạt? Vì sao con lại không chấp nhận? Vì con luôn nghĩ cha vẫn còn sống với con. À, luôn luôn lúc nào là cha cũng vẫn mãi mãi còn sống với con ha. Dạ. Có bao giờ á mà con nằm trên ngôi mộ của cha như vậy đó, rồi con nằm trên bao á, con gặp được cha con không? Dạ cũng ít khi. Nhưng mà như vậy là có hả gì Đạt? Có. Là bữa đó con gặp cha con sao đâu, con kể cho chú nghe coi. Gặp cha con cũng không nhớ rõ nữa.
Con nhớ rõ ha. Nhưng mà cha con thì mất á, rồi mẹ con đâu Đạt? Dạ mẹ họ mẹ giận mẹ bỏ đi luôn. Với lại mẹ có chồng khác. Mẹ con có chồng khác rồi hả? Dạ. Rồi con có buồn mẹ không? Dạ có. Vì sao con lại buồn mẹ? Vì mẹ không về đây chơi với con. Mẹ vì mẹ rất ít về đây. À, vì mẹ không lo cho con á ha. Dạ. Không về đây để lo cho con, cho nên con buồn mẹ ha. Dạ. Ừ. Như vậy Đạt cho chú hỏi thăm nè, cái lúc mà cha con mất á, rồi người ta nói với con như thế nào Đạt? Người ta nói cha con mất nhưng con luôn nghĩ là cha vẫn còn sống. Ừ.